Như vậy là thống nhất là anh đã lấy cái cuốn thư Long Hóa và đôi đây, câu đối đây anh ký cả. Cái đôi đâu ấy nhỉ? Đôi đúng đây đâu? Đúng đúng rồi, đôi đấy đi, anh ra ký nốt đôi câu đối đi. Hôm nay mùng 7 tháng 11 2016 và nhà anh ở Mỹ Đình thì là gỗ gụ 100% anh nhá. Đấy, ở đây cam kết như thế. Mỹ Đình có gần bến xe không hay là chỗ nào? Đấy đúng rồi. Không, hàng thì đỉnh cao. Hàng đỉnh cao không phải nghĩ. Bây giờ là chỗ Mỹ Đình này. Đúng sau bến xe. Đúng đằng sau bến xe gì? Sau bến xe Mỹ Đình. Sau bến xe khoảng 500m này. Cái đấy gọi là phố gì anh? Đấy là Trần Bình, đường đường Trần Bình như vậy. Hoàng Thương. Công an phường 1 có chứ? Tí ghi chứ. Rồi ghi lại số điện thoại của anh chứ. Ủy ban dân phường Mỹ Đình 1. Vâng, cảm ơn anh.